cái ngoại hình máy và test máy cho mình ấy nhá. Đây là mặt trước của máy ạ. Mặt trước của máy khá là đẹp đấy ạ. Anh chọn cho mình chiếc này cũng khá là ok, không có vết xước gì cả. Chiếc này mặt sau cũng rất là đẹp ạ. Các cạnh không bị cấn móp hay va đập. Chỗ này của máy thì hơi xước nhẹ một xíu anh nhá. Còn các cạnh khác đây ạ, không bị cấn móp va đập gì cả. Nhìn chung tổng quan chiếc này còn khá đẹp đấy ạ. Em test các chức năng của máy cho mình nhá. Em test camera của máy ạ. Đây là cam của máy nhá. Em test mic ạ. Mic trả về, cam mic ok rồi anh nhá. Em test bàn phím ạ. Những phím trắng hiện trên màn hình là những phím có trong bộ bàn phím của mình ạ. Chuột trái, chuột phải, bàn phím ok rồi anh nhá. Em test loa của máy ạ. Loa của máy khá to và trong nhá. Máy thiết kế xoay gập 360 độ. Sử dụng được như một máy tính bảng. Máy 512GB, lát em sẽ chia thêm một ổ nữa cho mình ạ. Đây là cấu hình chi tiết của máy i7 thế hệ 10, RAM 16 anh nhé.